Đức Phật lý giải về dịch bệnh. Nguồn bài viết: Như Nhiên Thích Tánh Tuệ. Giọng đọc: Lâm Ánh Ngọc. Thực hiện: Lens. Phụng sự là sứ mệnh. Trong thời Phật, khi dịch bệnh xảy ra, có một gia chủ trình thưa Đức Phật: Vì sao ngày nay làng mạc xơ xác, hạn hán, dịch bệnh, nhiều người mạng chung? Đức Phật đã trả lời: Này Bà La Môn, ngày nay loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm và bị ác tham chinh phục, bị các tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say đắm và bị ác tham chinh phục, vì bị tà kiến chi phối, trời không mưa xuống đều đặn. Vì vậy, bữa ăn khó tìm, mùa màng hư mất, trắng xóa với côn trùng, chỉ còn lại cọng dẹp. Do vậy nhiều người mạng chung. Đây là nhân. Này Bà La Môn, đây là duyên. Vì sao ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế? Các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải thành phố, các quốc độ trở thành không phải quốc độ. Lại nữa, này Bà La Môn, ngày nay loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm và bị ác tham chinh phục, bị các tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, vì bị ác tham chinh phục, bị tà kiến chi phối, các loài giác kha, dạ xoa thả ra các loài phi nhân dữ tợn. Vì vậy nhiều người mạng chung. Đây là nhân. Này Bà La Môn, đây là duyên. Ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế. Các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải thành phố, các quốc độ trở thành không phải quốc độ. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Như người dựng đứng những gì bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho người bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Còn nay xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Trích Kinh Tăng Chi, Phẩm Ba Pháp. Đã từng tu học Phật Pháp, chắc rằng Phật tử chúng ta ai cũng biết tất cả mọi hiện tượng xấu tốt trong hiện tại đều phát xuất từ nghiệp cảm của chúng sanh. Chúng sanh biết tu tập, hàm dưỡng nội tâm, dùng năng lượng tích cực hướng đến tha nhân, muôn vật, môi trường thì sẽ chiêu cảm cảnh an lành, tốt đẹp. Ngược lại, chúng sanh gây tạo ác nghiệp, sát hại sinh mạng, giết chóc chúng sanh, cướp bóc thiên nhiên, tàn phá môi trường thì sẽ chiêu cảm thiên tai, nhân họa, dịch bệnh lan tràn. Một khi quả báo chín mùi thì không thể tránh khỏi. Thế nhưng, trong khi nhận quả báo đó, không phải tất cả mọi chúng sanh đều phải nhận lấy báo khổ như nhau. Bởi trong chúng sanh thì cũng có chúng sanh toàn tạo ác nghiệp, cũng có chúng sanh vừa tạo nghiệp ác vừa tạo nghiệp thiện, cũng có chúng sanh tạo nghiệp thiện nhiều, ác nghiệp ít, có chúng sanh tạo nghiệp ác nhiều, nghiệp thiện ít, nên quả báo cũng sai khác nhau. Cùng trong môi trường thiên tai khổ nạn, nhưng chúng sanh không bị cảm nhiễm bởi hoàn cảnh xung quanh, tránh được kiếp nạn khổ đau lầm than. Nói theo Phật Pháp, đây là biệt nghiệp trong cộng nghiệp của chúng sanh. Chúng sanh cùng sanh trong cõi ta bà này là cộng nghiệp, thế nhưng mỗi người có phước báo hoàn cảnh sống khác nhau mà cảm lấy quả báo khổ hoặc vui tùy theo túc nghiệp hoặc hiện nghiệp tạo nên. Ca nhiễm đầu tiên đến nước Bhutan là hai vợ chồng người Mỹ cùng đi du lịch với nhau.
khi được kiểm tra sức khỏe, người chồng dương tính, còn người vợ âm tính. Vợ chồng với nhau mà rõ ràng biệt nghiệp khác nhau. Sau khi kiểm tra xong, cả hai đều được chuyên cơ đưa ra khỏi nước Bhutan. Chỉ có sự tu tập, chỉ có thiện nghiệp hay còn gọi là phước của chúng ta mới cứu rỗi được chúng ta. Hôm nay, đại dịch corona đang hoành hành dữ dội, chúng ta hãy suy ngẫm những lời Phật dạy. Hãy từ bỏ sự tham lam đắm say vào các thứ phù phiếm, từ đó rèn trao đạo đức, rèn trao lòng yêu thương chân chính để cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn trong cuộc đời này. Nam mô Phật Pháp Tăng Thường Trú Tam Bảo. Nguyện ngày an lành, đêm an lành cùng khắp cả. Nhắn gửi mùa COVID. Đại dịch sẽ dập tắt khi lòng người thiện lương. Duy chỉ một con đường, thanh tịnh thân ngữ ý. Đại dịch sẽ tiêu hủy khi bỏ nghiệp sát sanh. Bao oán hờn súc vật rủ nhau về vây quanh. Cuộc đời sẽ tịnh thanh khi tâm ngưng cuồng vọng. Mộng bá chủ hoành hành, mầm chiến tranh loạn động. Đại dịch là ác mộng, khủng bố còn hơn bom. Bỗng nhiên đời hoang vắng, sự sống nhìn héo hon. Hãy hợp tâm cầu nguyện, hãy sửa từ bên trong. Bỏ buông mầm bất thiện, đời chuyển xám sang hồng. Gian tối tăm, người là vầng ánh sáng. Đời đắng cay khó khăn, người là chốn nương tựa. Lòng thiết tha kính dâng, lên người trọn tôn kính. Vô biên và mãi mãi, muôn kiếp không hề phai. Cho dù con là ai. Trần gian có muôn ngàn lối, tâm hấp hối tựa ngọn đèn đêm lẻ loi. Đời lầm than đắng cay mặn môi, giữa mênh mông con đi trong ngàn u tối. Từng ngày trôi với bao lầm lối, xin ánh sáng Phật đã từ bi chiếu soi, rọi vào con trái tim còn non, dứt u mê xin quay về tâm thiết tha. Phật mang đến nguồn ánh sáng yêu thương cao vời, niềm tin. Để thế giới được soi sáng tâm gian dạng người, kinh lạy đứng ra ngộ, kinh lạy đứng ra ngộ, kinh lạy đứng ra ngộ, kinh lạy đứng ra ngộ. Trần gian có muôn ngàn lối, tâm hấp hối tựa ngọn đèn đêm lẻ loi.
đời lầm than đắng cay mặn môi giữa mênh mông con đi trong ngàn u tối từng ngày trôi với bao lầm lỗi xin ánh sáng Phật Đà từ bi chiếu soi rọi vào con trái tim con non dứt u mê xin quay về tâm thiết tha.